Chào các bạn, đúng như dự kiến thì chiều hôm nay Xiaomi đã chính thức giới thiệu đến cộng đồng công nghệ hai mẫu smartphone mới, đó chính là Xiaomi Mi 2 và Xiaomi Mi Note 3. Và trong số video hôm nay, hãy cùng mình có những cái nhìn cận cảnh hơn về hai mẫu smartphone này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về chiếc Mi Note 3. Với các bạn thì Xiaomi Mi Note 3 là phiên bản phóng to của chiếc Mi 6 được ra mắt vào đầu năm nay với màn hình là kích thước 5,5 inch. Mặt trước của thiết bị sẽ vẫn sở hữu cái cảm biến vân tay, các phím điều hướng, loa thoại, camera selfie. Mặt sau thì vẫn là vị trí của camera kép này, đèn flash LED rồi logo Mi. Về màn hình, Xiaomi Mi Note 3 sở hữu màn hình LCD có kích thước 5,5 inch, độ phân giải là Full HD. Điều đáng tiếc nhất trên màn hình này đó chính là không được vắt cong sang hai bên như người tiền nhiệm Mi Note 2 nữa. Tuy nhiên, nhờ thừa hưởng thiết kế đến từ chiếc Xiaomi Mi 6 nên viền màn hình hai bên của máy đã mỏng hơn rất là nhiều. Về cấu hình, Mi Note 3 mang cho mình cấu hình xử lý đến từ con chip Snapdragon 660, RAM là 6GB, bộ nhớ trong tùy chọn 64 hoặc 128GB. Viên pin của máy đó chính là 3500mAh, có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Quick Charge 4.0 và không rõ củ sạc tặng kèm có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh này hay không. Về camera, Mi Note 3 sở hữu cụm camera kép với độ phân giải là 12MP ở phía mặt lưng. Tương tự như chiếc Mi 6 thì thiết bị sẽ sở hữu một ống kính góc rộng và một ống kính tele hỗ trợ khả năng zoom quang học 2x và hiệu ứng xóa phông hậu cảnh. Ngoài ra thì camera này hỗ trợ công nghệ ổn định quang học OIS cho những bức ảnh tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng. Camera trước của Mi Note 3 có độ phân giải 16MP, hỗ trợ công nghệ làm đẹp AI Beauty. Kết hợp với kích thước điểm ảnh lớn nên thiết bị này sẽ mang lại cho chúng ta những cái bức ảnh selfie tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng. Thêm vào đó, Mi Note 3 đã đi trước iPhone 8 một bước khi được trang bị công nghệ nhận diện khuôn mặt. Các thử nghiệm cho thấy rằng công nghệ này nhận diện rất chính xác trong thời gian cực kỳ ngắn. Về giá bán, Mi Note 3 đang có giá từ 2.499 nhân dân tệ, tương đương khoảng 8,7 triệu đồng cho phiên bản 64GB bộ nhớ trong và 2.899 nhân dân tệ, tương đương khoảng 10,1 triệu đồng cho phiên bản 128GB bộ nhớ trong. Trong khi đó, thì phiên bản màu xanh dương sẽ có giá là 2.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 10,4 triệu đồng. Tiếp đến đó chính là Xiaomi Mi Mix 2. Thiết bị này sở hữu cái thiết kế có phần cải tiến hơn so với người tiền nhiệm, như là viền bezel đã mỏng hơn, thiết kế sexy hơn cùng với cấu hình mạnh mẽ hơn. Tương tự như người tiền nhiệm của mình, Mi Mix 2 vẫn sở hữu cái thiết kế màn hình lớn với phần viền bezel siêu mỏng, cực kỳ ấn tượng. Năm nay thì màn hình của Mi Mix 2 có kích thước là 5,99 inch, độ phân giải là Full HD cộng 2160x1080px và tỷ lệ màn hình đã được đổi thành 18:9 theo đúng xu hướng hiện tại. Ngoài ra, Mi Mix 2 vẫn có phần thân máy được làm từ gốm giống như người tiền nhiệm của mình. Loa thoại và các cảm biến của máy sẽ được đặt ở phía bên dưới màn hình, giúp cho phần viền bezel của máy đã được làm mỏng hơn đáng kể. Thêm vào đó thì thiết bị sẽ có phần cạnh dưới mỏng hơn 12% so với chiếc Mi Mix đời đầu. Về cấu hình, Xiaomi Mi Mix 2 mang trong mình sức mạnh đến từ con chip Snapdragon 835, RAM là 6GB cùng với 3 tùy chọn bộ nhớ trong là 64, 128 và 256GB. Viên pin của máy sẽ có dung lượng là 4500mAh, có hỗ trợ công nghệ sáng nhanh đến từ Qualcomm. Về camera, Xiaomi Mi Mix 2 sở hữu camera chính có độ phân giải là 12MP với cảm biến Sony IMX386 tương tự như chiếc Xiaomi Mi 6. Theo đó thì cái cảm biến này sẽ có kích thước điểm ảnh lớn 1,25 micromet và hỗ trợ công nghệ chống rung quang học 4 trục OIS. Và cuối cùng đó chính là phần giá bán, Xiaomi Mi Mix 2 được bán ra với giá từ 3.299 nhân dân tệ, tương đương khoảng 11,4 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ trong là 64GB, 3.599 nhân dân tệ, tương đương khoảng 12,5 triệu đồng cho phiên bản 128GB và 3.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 13,8 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Đặc biệt là với phiên bản là Xiaomi Mi Mix 2, RAM là 8GB, bộ nhớ trong 128GB thì sẽ được bán ra với mức giá là 4.699 nhân dân tệ, tương đương khoảng 16,4 triệu đồng. Trên đây là những tổng hợp nhanh của mình về chiếc Xiaomi Mi Note 3 và Xiaomi Mi Mix 2 mới được Xiaomi giới thiệu cách đây vài giờ đồng hồ. Các bạn thấy sao về hai chiếc máy này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía phần bình luận. Video của mình đến đây được kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.